Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Trong thời gian tôi ở thành phố Đà Lạt dự họp mặt khóa 19, những người bạn học cùng với tôi 40 năm ngày tựu trường, tôi có đến thị trấn Dran, huyện Đơn Dương. Địa điểm chỗ này là lối rẽ đi tu viện Châu Sơn 5 km, và đi thẳng là về Phi Nôm 27 km. Tại Phi Nôm tôi có người anh bạn là anh Kiều Huấn. Đến đây tôi dừng chân thăm một nhà vườn, đó là nhà vườn anh Quang Thành. Một không gian vườn cũng tương đối rộng, nhưng mà một cái nét chung sau khi chúng ta được quan sát đó là lối chơi theo các anh ở trong khu vực rất là đẹp bởi lối chơi bonsai Nhật Bản. Và tôi gửi đến các bạn cái hình ảnh của vườn cảnh trước. Sau đó sẽ giao lưu cùng với anh Quang Thành. Đồng hành với chúng tôi trong suốt 2 ngày đó là anh Tuấn đây. Vâng, chào anh Tuấn. Và anh Quốc Việt đằng kia. Đấy. Thường chúng tôi trên một chuyến xe cứ đi ròng ròng tham quan các cái vườn quanh đây. Hôm qua các anh đã xuống dưới sân bay Liên Khương để đón Đỗ Sinh về. Nhà gần đường lộ cho nên là tiếng ồn cũng hơi ảnh hưởng, nhưng mà cố gắng chúng ta sẽ khắc phục được, bởi vì khi đã chủ tâm vào làm những cái việc bonsai cây cảnh nghệ thuật thì tất cả những cái tiếng ồn bên ngoài chúng tôi đều cảm thấy là mất đi cái sự chăm chú để tâm đến những cái tiếng ồn làm gì hết. Có những cây chắc phía cao kia, đoạn tí đến xem. Cây tùng La Hán đấy. Và bây giờ Đỗ Sinh giới thiệu với các bạn anh Quang Thành để chúng ta cùng nhau giao lưu. Vâng, chào anh nhé. Chào anh. Vâng. Anh Quang Thành có nickname Facebook của anh là Bonsai Anh Thư. Vâng. Rồi tôi đã có lần gặp anh trên Facebook rồi. Và cũng được biết cái hình ảnh vườn anh qua những trang Facebook của cá nhân anh rất đẹp. Và hôm nay lại đến trực tiếp giao lưu với anh, mang cái hình ảnh của vườn cảnh anh Quang Thành, của bonsai Anh Thư đến với công chúng trong cả nước, đến với những người đam mê mà yêu thích những cái bóng dáng của những cây tùng mà làm theo lối tạo lũa theo phong cách bonsai Nhật Bản như thế này, tôi cảm thấy rất là tuyệt vời. Và trước mắt chúng ta là một cây chắc anh ạ. Vâng, cây chắc thì
Thì với cái cây, với cái tác phẩm này anh làm hoàn thiện được bao nhiêu ngày rồi, được bao nhiêu năm rồi? Là mua từ cây phôi mà tới lúc nay thì nó khoảng tầm khoảng 5 năm. 5 năm? 5 năm. Vâng. À. Bây giờ có gọi là đã hoàn thiện chưa anh? Bây giờ nói chung nó được khoảng 70% là hoàn thiện rồi. 70% hoàn thiện rồi. Chỉ có khi mà mình nó cây chân nó to lớn, to lớn lên đó, và nó chín rồi thì mình tháo dây đóng là xong. Vâng. Vâng. À, tôi giới thiệu với các bạn về cái cây chắc bonsai theo lối Nhật Bản của anh Thành đã làm. Đó là bạt phong hồi đầu. Vâng. Dáng siêu. Đẹp quá. Anh đứng, tôi lấy cái cảnh của cây chắc và anh đứng, tôi làm cái ảnh bìa đại diện của cuốn video này nhá. Vâng, tôi chụp nhá. Tuyệt vời. Rồi, cảm ơn anh. À, bây giờ ta cận cảnh cái phần nghệ thuật tạo lũa của anh này. Đấy, cái phần tạo lũa xoáy theo đường thân của nó. Đấy, cái đường thân chúng ta nhìn thấy cái vỏ nó hình xoáy này. Thì anh tạo lũa theo cái đường ấy, chính là cái đường thớ của cái vỏ cây. Đấy. Lên trên này, số cành anh chọn để lại và chia ra rất hay ở cái tay thứ nhất này. Đó là hồi về gốc rồi. Đưa thấp xuống và gần như che kín gốc luôn. Cái cây này vốn dĩ trước có phải là cây giáng trực không anh? Cây này hồi xưa nó cũng là một cây hơi nghiêng thôi. À, cũng là hơi nghiêng. Mình, dạ, mình lật cho nó về lại đổ cho nó đổ thêm, cho nghiêng thêm. Dạ. Vâng. Đẹp quá nhỉ. Trong không gian sân vườn chỉ có một vài tác phẩm như thế này nó nổi hẳn lên. Đậm nét về nghệ thuật. Mà làm một cái cây tùng, cây chắc như thế này, làm kỹ, chơi đẹp, thì kể cả mình có bỏ đi vắng nửa năm sau về cây nó vẫn thế, đúng không anh? Nhưng nếu là cây xanh, si, đa đề mà nửa năm sau anh quay về thì nó tốt hùm đi. Nó hư liền. Vâng, thậm chí mình hay dùng từ gọi là nó phá đấy. Phá thế, phá tán đấy. Đẹp thật đấy. Mà cái màu của chắc này màu người ta hay gọi là màu vàng kim ấy. Đúng không anh? Đẹp nha. Chia tay với cây chắc đi, anh Thành giới thiệu tiếp với chúng ta. Nói về tác phẩm thì nhiều lắm đấy, nhưng mà chúng tôi sẽ chọn lọc nhá. Những cái tác phẩm anh đã làm hoàn thiện và ở cái giá trị nghệ thuật tương đối cao. Vâng. Đây. Đây là cây linh sam. À, chúng ta đến cây linh sam trước này. Vâng. Cây linh sam mà cây tầm trung với chiều cao từ mặt chậu lên đến đỉnh ngọn cũng tầm khoảng độ 1 mét, 1 mét 2 à? Vâng. À, trong số lũa này thì có lũa bổ sung vào thêm không? Không, có mình có gì có làm thêm sơ về dàn lũa thôi, còn lũa nó là lũa thiên nhiên hết. À, lũa thiên nhiên, lũa zin của nó đấy. Đây này. À, cây này sau khi đăng tải hình ảnh lên mà có anh bạn nào muốn nhượng lại chơi thì anh báo giá bao nhiêu anh? Cây này thì nằm tầm cỡ khoảng 250 triệu. 250 triệu.
Vâng, số điện thoại của anh Quang Thành trên màn hình nhé, Độ Sinh sẽ đăng tải ở phút đầu và phút cuối của video nhé, chúng ta sẽ giao lưu trực tiếp. Tiếp đến cây chắc cái dáng trực này, một cây chắc dáng trực mà tất cả những cái đường dọc thân nổi u cục rất nhiều. Là những cây tầm trung thôi, chiều cao từ mặt chậu và tấm khoảng độ 2m, 1m8. Từ miền chậu lên 1m4. 1m4 thôi. Nếu mà từ dưới đáy chậu lên thì chắc khoảng 1m8. Vâng, 1m8. Đẹp quá cái đế này, cái bệ này. Dễ tỏa như là dễ xanh ấy. Và cái đường thân côn giật theo nhịp của các cái tay đưa ra. Những cái u cục này sướng không? Vâng, chỉ với hình ảnh này thôi chúng ta đã biết là một cây chắc với cái tuổi đời rất là cao rồi. Anh có làm cây tùng La Hán nào mà lúa được như thế này không? Cũng có nhưng mà nói chung là chưa được đẹp lắm. Chưa được đẹp à? Đó, tôi rất thích tìm những cây tùng La Hán ở khu vực phía trong này canh làm được như cây chắc, như là cây tùng cối. Vâng, và anh Quang Thành có đưa tôi đến ngay một cây tùng La Hán đây. Một cây gốc rất bự. Anh đã thu nhỏ được cái chiều cao, bây giờ chỉ còn khoảng 1m từ mặt chậu lên. Nhưng mà chúng ta thấy đây một cây tùng có đường kính, có thân bệ cực đẹp luôn. Và chúng ta nhìn cái chỗ mà vị trí anh làm lũa này, anh thu ngắn cái chiều cao của cây này đó. Đó là một cái tay cuối cùng đưa lên để tiếp tục chia tán và lên đỉnh ngọn. Cái cây chắc tôi vừa giới thiệu với các bạn ấy thì cũng muốn anh tham khảo qua ý kiến của anh Thành cái, thì cây đó giao lưu giá bao nhiêu anh? 700 triệu. Đấy, và cái tùng La Hán này. Cái này thì chưa quyết định bán. Chưa quyết định bởi vì mình chưa làm xong. Vâng. Đấy. Với cuốn video này Độ Sinh tạm thời giới thiệu không gian vườn, giới thiệu các bạn giao lưu qua những cái tâm sự của anh Quang Thành. Chúng tôi sẽ chuyển tiếp video sau này để tiếp tục đưa các bạn đến vườn anh Quang Thành thưởng thức trọn vẹn những cái tác phẩm đẹp ở đây.